Đó thì tổng thể mô hình nuôi bò sinh sản, những mẫu lớn con anh chị đó thì nuôi số lượng lớn anh chị ơi, toàn là bò gái sinh sản đó, hai bên kia một dãy nên anh chị ơi. Đó thì anh chị nào có cần những mẫu bò cái sinh sản thì liên hệ số điện thoại em để trên hình để em cung cấp giống cho bao tiêu đầu ra cho anh chị luôn đó. Đó, thì những con giống sinh sản anh chị ơi, đó, bò chữa bên chăn nuôi bò giống Long An cung cấp, và nó lấy lưng nè anh chị ơi, thùng nè, chữa lình đẻ đó.